Xin chào các bạn. Trong trường hợp các bạn muốn thưởng thức phim mà các bạn muốn xem một cách mượt mà và ổn định hơn thì lời khuyên cho các bạn là nên xem phim định dạng MP4. MP4 dù có định dạng lên đến Full HD thì chúng ta vẫn có thể xem được cách dễ dàng, hoặc là HD thì nó có thể xem được rất là tiện lợi. Các bạn thấy đây là một định dạng HD của chúng ta, MP4 thì trên thiết bị của mình là Asus MeoPad HD 7 ấy, thì nó phát rất là mượt, âm thanh, hình ảnh, mọi thứ tua đi tua lại rất là nhanh. Và định dạng MP4 thì nó sẽ phổ biến hơn trên điện thoại di động và cái dung lượng nó thấp hơn so với MKV. Trong video này thì bên cạnh đấy mình sẽ giới thiệu bạn về các tính năng giải trí còn lại của chiếc Asus MeoPad HD này. Cái giao diện của nó thì nó chạy cũng khá là mượt. Các bạn thấy đây, thì tính năng giải trí của máy thì Asus họ tập hợp vào khá là nhiều tính năng, như là Asus Studio là một phần mềm cho phép chúng ta chỉnh sửa lại hình ảnh một cái album đẹp, nên là chúng ta các bạn có thể xem album theo kiểu dạng thời gian năm 2013 vào tháng 8 2012, vị trí các bạn lưu các hình ảnh này ở đâu trên bản đồ Google, các bạn có thể xem được vị trí nha. Các bạn hay đi du lịch, các bạn chụp bức ảnh nào thì nó sẽ lưu trữ lại cái vị trí địa lý cho các bạn, và chúng ta có thể lập được các album khác nhau như là party, family, vân vân. Đây là một cái ứng dụng rất là hay mà Asus họ thêm vào chúng ta để có thể quản lý album ảnh, lưu giữ mọi khoảnh khắc. Nói chung máy tính bảng thì bên cạnh việc các bạn có thể xem phim, nghe nhạc thì nó có thể làm một cái khung ảnh để lưu trữ kỷ niệm cùng với gia đình cho các chuyến đi du lịch. Bên cạnh đấy thì khả năng giải trí của Asus cũng được tập trung vào cả âm thanh. Họ không có những cái công nghệ âm thanh như là Beats Audio như HP, nhưng mà họ cũng có một phần mềm trang bị riêng của Asus cho phép chúng ta tùy chuyển chế độ âm thanh, như là âm thanh khi chế độ nghe nhạc, xem phim, chế độ ghi âm, chơi game. Những chế độ âm thanh này khác nhau sẽ đem lại chúng ta trải nghiệm nó tốt hơn nhờ cái hệ thống loa ngoài phía sau của máy nằm ở bên dưới này. Có một dải loa chúng ta thấy khá là dài bên dưới tạo nên điểm nhấn trong thiết kế của máy, và cho lại cái chất lượng âm thanh thì nó cũng khá là lớn, đủ lấp đầy một cái phòng trống bé. Và trong trường hợp các bạn buổi tối các bạn tắt hết toàn bộ hệ thống âm thanh, hay là lúc đấy buổi tối nó ít âm thanh hơn đi rồi, thì các bạn xem phim nó cũng sẽ khá là sống động. Về các những game nặng thì sao? Ở mình đã chơi thử một số game nặng thì cho thấy là với cái vi xử lý này thì máy có thể đáp ứng tốt được chơi game. Tuy nhiên thì các bạn không thể mong đợi được cái việc là nó sẽ cực kỳ mượt mà như chiếc Nexus 7 thế hệ thứ hai mình đã từng giới thiệu. Máy vẫn chạy thì trong quá trình chơi game vẫn thấy hình ảnh của nó bị khựng nhẹ lại một tí, và cũng như là cái quá trình chơi đồ họa phản hồi của bạn sẽ cảm giác nó không nhanh, luôn bị chậm đi một tẹo. Đây là cái điều mà với những ai bỏ ra 4 triệu đồng thì các bạn hoàn toàn có thể chấp nhận được trên thiết bị của mình. Không ai có thể nghĩ rằng 4 triệu mà có thể đáp ứng được một cái nhu cầu tương đương với chiếc Nexus 7 mà lên đến cái trình giá là khoảng 8 triệu đồng như vậy, rất là chênh nhau nhiều rồi. Thì bạn thấy đây là những cái game như là Asphalt 7 của mình mà có thể chơi tốt được, nó có thể đáp ứng đủ nhu cầu của các bạn mà thôi. Còn nếu các bạn muốn trải nghiệm một cái game có thể nói là mượt mà hơn, đổ bóng, hình ảnh hay là những cái trải nghiệm nó tốt hơn, thì có lẽ Nexus 7 là điều mà các bạn nên tiết kiệm ngay từ bây giờ để mua sắm, chứ không phải chiếc Asus này. Bên cạnh những cái việc chơi game thì các bạn thấy là sản phẩm này ấy, thì cái tính bên cạnh việc chơi game, xem phim thì như mình đã nói qua, trình duyệt web của nó cũng rất là nhanh. Thì sản phẩm của Asus nó còn khả năng chạy đa nhiệm khá là tốt. Ở đây tranh thủ nói về cái việc xử lý thì mình nói qua cái này các bạn luôn. Các bạn thấy là nếu mà trong quá trình mà mình có xem một bộ phim mà các bạn bận một công việc nào khác, thì với nhờ khả năng chạy đa nhiệm cửa sổ tương tự như các máy tính bảng Galaxy Tab của Samsung, thì hãng Asus trang bị cho máy có thể hoạt động khá là tiện lợi, và các bạn thể làm song song nhiều công việc cùng lúc đúng theo đa nhiệm của chiếc máy tính bảng. Ví dụ mà mình đang xem phim, sau đó mà có bạn bè chat với mình thì mình có thể bật một tính năng Buddy Bus. Nó có thể đăng nhập tài khoản của social vào như Facebook, tài khoản email các bạn vào, và người ta có thể chat trực tuyến với các bạn ngay ở đây luôn, và người ta bấm vào để kích hoạt phần cửa sổ của nó. Các bạn thấy đây là một tính năng khá là hay và tiện lợi đến từ Asus. Như vậy chúng ta có thể làm được nhiều việc, đồng thời vừa xem phim vừa nhắn tin chat chip với bạn bè. Bên cạnh đấy các bạn có thể làm một số công việc khác như là check email, xem lịch. Như vậy Asus họ chứng minh cho thấy là máy tính bảng của họ tuy là một chiếc máy tính bảng giá rẻ, cấu hình của nó vừa phải thôi, nhưng mà rõ ràng là những tính năng thông minh của nó đem lại không hề thua kém các máy tính bảng cao cấp trên thị trường. Ngoài ra thì chúng ta có thể trực tiếp xem truyền hình và các kênh TV bằng phần mềm HD Việt trên cái sản phẩm này, xem bằng cái chất lượng HD cũng rất là tốt. Cái này thì yêu cầu các bạn phải có đường truyền tải ngon, và một phần cũng nhờ cái vi xử lý của máy thì có thể đáp ứng được cái khả năng streaming video của chúng ta. Và trên chiếc Asus MeoPad HD 7 của mình thì nó có thể xem tốt các kênh như là bóng đá, TV, mọi kênh trên phần mềm này đều xem được. Các bạn thấy đây, hình ảnh của nó hiển thị khá là rõ ràng, streaming rất là mượt. Với những ai có nhu cầu xem TV có khi là dùng cái này thì tiện lợi hơn. Như vậy với sinh viên của chúng ta chỉ cần 4 triệu đồng các bạn sẽ có thiết bị nào. Các bạn không cần phải mua sắm thêm một cái TV nữa, lắp cái cục wifi tầm khoảng hơn 300k là các bạn có thể là xem tốt cái phim cũng như là TV trên sản phẩm này. Các bạn có thể chơi game cho mình, ngoài ra có thể làm đa nhiệm, check email, chat với bạn bè, xem phim tải trên mạng về, vân vân. Đấy. Và như vậy thì mình giới thiệu qua các bạn cái video chúng ta xem về khả năng chơi game giải trí trên cái thiết bị Asus MeoPad HD này.
Mình đánh giá là 4 triệu đồng thì với những gì cái Memo Pad HD đem lại khá là tốt. Như mình đã nói, nhấn mạnh điều thứ nhất là cái việc cái giải mã media của nó khá là kén, nên các bạn tốt nhất là nếu mà muốn xem phim thì nên chuyển sang MP4, còn xem MKV thì dùng Dice Player, nhưng với điều kiện là không được tua. Đây là phim HD và nặng, cái dung lượng của mình là HD khoảng hơn 2GB một bộ phim. Ngoài ra chơi game thì nó không thực sự mượt mà cho lắm, chỉ đủ đáp ứng nhu cầu của các bạn nếu các bạn có thể chấp nhận được. Còn với những ai đã quen chơi các thiết bị cao cấp hơn như tầm cỡ Galaxy S4 hay các bạn đang chơi iPad và chuyển sang thiết bị này, chắc chắn là sẽ chê, điều đấy không cần phải gì là bất ngờ. Và nếu các bạn bây giờ cái nhu cầu các bạn sẽ đặt ra là các bạn sẽ 4 triệu đồng này mua smartphone hay là mua chiếc Asus MemoPad HD 7 này của mình. Hẹn gặp lại các bạn các video lần sau.